Thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, sáng nay tại Thư viện thị xã Tân Uyên, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã khai mạc chương trình hoạt động hè vui cùng sách phục vụ bạn đọc là các em học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Trong chương trình, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, các em thiếu nhi được hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, bổ ích như đọc sách, chơi trò chơi, sinh hoạt các câu lạc bộ ảo thuật, cờ vua, vẽ tranh, câu lạc bộ khéo tay hay làm. Đây là sân chơi bổ ích, lý thú, tạo cơ hội cho thiếu nhi giao lưu, học tập, vui chơi giải trí, phát huy năng khiếu, đồng thời xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, giúp các em phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 7.